Ghi nhận của phóng viên, đến khoảng 7 giờ sáng ngày 27 tháng 3, hiện trường vụ cháy kho phế liệu trên quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn ấp 2 xã Nhật Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An trong đêm 26 tháng 3 vẫn còn khói, cháy âm ỉ. Tuy nhiên, theo đánh giá của cơ quan chức năng, thì vụ cháy đã cơ bản được khống chế vào khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, không còn khả năng cháy lan sang các khu vực lân cận. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng khoảng 1.500m2 nhà kho chứa phế liệu bị cháy rụi. Trước đó, vào khoảng 21 giờ tối ngày 26 tháng 3, một vụ cháy kho phế liệu xảy ra tại địa chỉ trên. Được biết, đây là kho chứa phế liệu với nhiều vật dụng dễ cháy chứa bên trong. Hiện lực lượng phòng cháy chữa cháy vẫn đang tiếp tục phối hợp với công an huyện Bến Lức tổ chức theo dõi hiện trường, đồng thời tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.